về ăn hả con? Thank you.
Cường có thấy không ạ? Xin bây giờ có thấy anh Kim thấy chưa? Thì sẽ bố tay nè. Tuyệt vời xin ghê. Người đó kiểu khác đồng tình sản nam được tổ tem. Nhìn lắm lắm quân đi chung chung. Nhìn gắm mong môi sông đẹp trời. Buôn đời ơn đất mẹ tôi, điều lý trẻ con xuôi, chờ dù mãi mãi muôn đời. Mẹ vẫn nhắn tiếng con ngàn dặm, dòng máu chảy trong tim còn đọng, con sẽ đi về phía mặt trời. Cho đời ở bước chân người xưa lưu dấu dòng máu nào vẫn chảy về kia. Việt Nam, Việt Nam. Bây giờ mà hiểm còn khó hơn rất nhiều, đó là một cuộc cân bằng năm lưỡi kiếm sắc nhọn. Kim Mến bắt đầu chuẩn xác việc đối với thành công. Chỉ phút thôi thôi, năm mươi kiếm này tăng cả mũi thể của người ứng viên. Quý vị đón xem một màn biểu diễn mạo khó khăn hơn rất nhiều. Với bây giờ, tuyệt vời khi các bạn đang được đón xem. Bây giờ sẽ là nghệ thuật thăng bằng mũi giáo được nằm trên lưỡi kiếm, một mũi giáo được làm bằng inox và rất to sắc nhọn. Quý vị các bạn sẽ đoán xem. Và càng lên cao gió to càng khó từ nghệ sĩ khi biểu diễn. Như nghệ ghê quá, ghê quá tất cả đã. Ghê quá. Màu hiểu chúng mình hôm nay.
kiếm một cái vị các bạn. Đã đón em trên đỉnh nam, bao đời ghi dấu hồng tay. Em bóng sương dần hiền, cho son mãi mãi thân mình. Nhìn lớp lớp quân đi trùng trùng, nhìn gấm vóc non sông đẹp trùng. Ta quyết đi giữ lấy bình yên. Ta là dân nước Nam, vun đời ở đất mẹ tôi. Liều lĩnh che con suối, cho lời ru mãi mãi quân đời. Mẹ vẫn đứng tiếng con ngàn dặm, dòng máu chảy trong tim còn đọng. Con sẽ đi về phía mặt trời ơi. Và bây giờ, quý vị đang xem một màn biểu diễn đẳng cấp. Nghệ thuật thăng bằng, 5 triệu hoa được nằm trên núi giáo. Rất khó khăn, rất nguy hiểm. Để thăng bằng những chùa hoa này, phải đến cao, gió càng to càng khó, càng cho nghệ sĩ biểu diễn. Và xin chúc quý vị ở dưới thích cho nghệ sĩ tiên một cái tay thật lớn như thế, thật to. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Rồi tự nhiên đi kiếm anh chị vậy. Việt Nam ơi, chủ đề tôi đã qua đi rồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay quý vị ơi. Chuẩn thất thế nào chưa, làm mỏi đó. Ta đưa về, có đã đi chơi với con mà làm gì á? Không chịu là sao? Những người làm nghề diễn viên đã thành công xuất sắc với phần diễn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn kính chào quý vị khán giả đến đây. Xin cảm ơn quý vị với tên đối tượng nghề diễn viên. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả của Phúc Vinh Bé Điêu. Rất biết ơn tất cả quý vị đã dành thời gian vàng ngọc của mình đến đây động viên và cổ vũ cho các nghệ sĩ của chúng tôi. Vô cùng biết ơn quý vị và chúc quý vị đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. Chúc toàn thể các con học giỏi, xứng đáng là thế hệ của những người đi sau, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Chân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Rất biết ơn tất cả quý vị.